Hôm nay nói chuyện với khoảng 800 thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, những người đã chào đón ông một cách nồng nhiệt với những tiếng reo hò và những lá cờ Mỹ. Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á là một chương trình do ông Obama khởi xướng vào năm 2013 nhằm tăng cường sự phát triển tài năng lãnh đạo của giới trẻ tại các nước vùng Đông Nam Á. Ông đã bắt đầu cuộc nói chuyện với lời tâm sự là khu vực Đông Nam Á đã có ảnh hưởng rất nhiều đối với ông vì lúc nhỏ ông đã ở Indonesia. Khi một thanh niên Việt Nam hỏi làm cách nào để chúng tôi trở thành một lãnh đạo như ông, ông Obama trả lời như sau. Trước hết tôi xin nói với các bạn là khi tôi còn ở lứa tuổi của các bạn, tôi không có một cuộc sống ngăn nắp cho lắm, không học hành giỏi giang và lịch thiệp như các bạn. Khi còn trẻ tôi rất ham chơi, tôi không chăm chỉ học hành mà ham chơi bóng rổ, bù bịch. Và không phải lúc nào tôi cũng nghiêm túc như thế ông Obama nói thêm rằng có nhiều cách để trở thành một nhà lãnh đạo và ông khuyên những người trẻ tìm kiếm những thứ mà họ đam mê rồi dồn mọi nỗ lực vào điều đó. ông nói các bạn có thể thay đổi thế giới để phản ánh những giá trị tốt nhất của mình và thay đổi khu vực theo những cách thức tích cực. Cuộc trò chuyện sau đó đã chuyển sang một đề tài khác đó là cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Một nữ sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ đã hỏi ông Obama là Ông nghĩ rằng ông và thế giới sẽ ra sao trong 5 năm nữa sau khi nhiệm kỳ của vị tổng thống kế tiếp của nước Mỹ kết thúc. Ông Obama cho biết có lẽ ông sẽ quay trở lại với công việc trước đây của ông là giúp đỡ cho những người nghèo cải thiện cuộc sống. Ông nói, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ là một người tổ chức cộng đồng nhưng nổi tiếng hơn so với lúc trước. Khi một người trẻ khác thúc giục ông Obama cho biết ý kiến về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi sẽ vượt qua. Ông nói người Mỹ đôi khi phạm phải sai lầm nhưng cuối cùng đã điều chỉnh cho đúng. Ông nói mọi việc sẽ ổn thỏa. Tôi hứa với các bạn như vậy. Suboi, nữ ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn là người cuối cùng đặt câu hỏi cho ông Obama tại cuộc trò chuyện hôm nay. Nữ ca sĩ 26 tuổi này nói, hỏi về sự hỗ trợ của chính phủ cho nghệ thuật. Ông Obama đã yêu cầu Suboi hát một đoạn rap bằng tiếng Việt và cô ấy đã hát một đoạn nói về những người nhiều tiền nhưng không hẳn đã hạnh phúc. Ông Obama đã trả lời là một số chính phủ cảm thấy lo lắng bởi vì nghệ thuật có thể nguy hiểm. Như ông nói thêm rằng chúng ta phải để cho người dân bày tỏ quan điểm ý kiến của họ. Cuộc trò chuyện rất thân mực ở Sài Gòn đã khép lại chuyến công du có tính chất bước ngoặt của ông Obama. Với việc Hoa Kỳ loan báo dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam được áp dụng từ 50 năm qua. Hàng vạn người đã rủ nhau ra đường để chào đón nhà lãnh đạo Mỹ. Trong bài diễn văn tại Hà Nội ngày hôm qua, ông Obama nói hai nước giờ đây sẽ cùng đi với nhau trong một cuộc hành trình trăm năm dựa vào câu thơ rằng trăm năm cũng từ đây của tin gọi một chút này làm ghi trong truyện kiều của thi hào Nguyễn Du